này nó đang bị lỗi rồi, em không biết bị cái gì nữa. Ngoại hình thì giờ em thấy đẹp quá trời, em chỉ lao sơ sơ thôi, tại vì nói chung thật sự em cũng không gành về máy móc, không có sửa chỉnh gì trơn ha, mua sơ hư bán vậy luôn. Hello, xin chào cả nhà, em quá ở miền Tây Cần Thơ, chuyên gia bán đồ vô dụng nội địa Nhật ha. Nam xin phép giới thiệu tới quý khách một con em Sony, ngoại hình đẹp, máy móc không biết nguyên zin không nha, tại vì em thấy không có thấy chấm hàng chấm chì gì trơn á. Con này thì còn bốn ốc zin theo nó ha, em có tháo ra nó bị cái tích, nó hình như bị tăng phô, bị nó nghe rè rè không làm gì được chứ. Giờ em bắt điện lên nè, nó chạm mát để hay là tăng phô gì nó kêu rè rè không đây nè, bấm đĩa bấm bọng gì đó, cái nút bấm thì còn được. Quý khách nghe, có thể là bị mung tơ hay cái gì hay là chạm mát gì, kêu gồ 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 trong đây nè đó. Con này mà quý khách nào mà biết sửa chỉnh là ngon lắm đó, tại vì nó đủ cổng ăn chơi trong đây chân nè. Cái hình ảnh nè, anh tắt cái đi, cộng ăn chơi thì quá trời luôn. Gì AV hai ngõ luôn nè, Bicilin nè, như nè cái này là gì, cổng quang nữa nè, truyền hình cáp nữa nè, lo nè, quạt nè. Con này da băng luôn nè, nghe khách 100V 56W nè, Sony da băng luôn nè. Hư rồi, bắn hư luôn. Mà quý khách coi coi có chỉnh sửa gì trong đây không? Em không có khui ra luôn nha, em chỉ tháo cái nắp vậy thôi đó. Để em zoom cho quý khách xem ha. Ở trong đây cái con sò, con ốc gì con này nè. Lúc em còn hay phái dọc bờ này dọc kia, tại lỡ nó hơi rồi mình dọc mình cho biết, giờ cái thời gian nó rất là eo hẹp rồi nên thôi không có dọc phá gì trong đây chân ha. Đó, rồi quý khách cô chú anh chị em nào nhắm sửa được hay xài hay lấy cái linh kiện gì đó hay chế biến gì đó thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Con này em ship toàn quốc là 50.000 nha. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào nhu cầu thì liên hệ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.